Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong mục tìm kiếm người thân. Thưa quý vị, hôm nay thì Tuấn Vĩ muốn cập nhật đến cho quý vị phần tiếp theo của câu chuyện Chị Hằng đi kiếm mẹ. Thưa quý vị, trong một tháng vừa qua thì phải nói rằng là Tuấn Vĩ khâm phục cái sự mà kiên trì của chị Hằng. Và chị đã dùng bằng mọi cách, nào là viết báo, nào là dán tờ rơi, rồi thông tin đại chúng, rất là nhiều thông tin nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà thông tin của mẹ vẫn bật vô âm tín. Bên cạnh đó thì trong một tháng vừa qua thì Tuấn Vĩ cũng rất là nhiều lần nhắc đến cô Hạnh để mong được sự mà giúp đỡ của cộng đồng. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có một cái thông tin nào gọi là nó cụ thể và nó chính xác. Vì lẽ đó mà hôm nay thì chị đã hẹn người ba của mình cùng trò chuyện với Tuấn Vĩ để có thể hỗ trợ thêm trong cái việc mà tìm kiếm. Vì vậy, hôm nay thì Tuấn Vĩ cũng rất mong rằng cộng đồng sẽ theo dõi hết câu chuyện. Bởi vì trong cái câu chuyện này thì Tuấn Vĩ đã ghi nhận được và Tuấn Vĩ thấy rằng là có nhiều điều và nó hết sức bất ngờ trong cái câu chuyện mà như chị Hằng đã nói trước đây. Thì thật sự là có nhiều cái thông tin nó ngoài cái sự dự định trước đây do chính người ba của chị Hằng đã tiết lộ. Vì vậy cho nên là Tuấn Vĩ hy vọng là qua cái sự bày tỏ này, qua sự bày tỏ lần này thì sẽ có được thông tin, chúng ta sẽ thu nhận được những cái thông tin mà nó gọi là nó có giá trị. Nên là giờ đây mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng Tuấn Vĩ và chị Hằng và người ba của mình sẽ cùng trò chuyện và mong được sự giúp đỡ của cộng đồng. Mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng theo dõi xem ba của chị Hằng nói những gì về người mẹ của mình. Hi, xin chào chú. Hey, how are you? Yeah. Hey, he say hello. Chúc chú năm mới gặp nhiều may mắn. He say happy new year to you. Oh, same to you. Thank you. Cũng giống như ba em chúc lại cho anh vậy đó. Tuấn Vĩ. Dạ. Kêu lộn bằng anh. Dạ, thôi bây giờ mình kêu lại đi để thì dạ cộng đồng nói em ngại quá, em thì vô tư, Vĩ thì vô tư mà Vĩ kêu lộn. Thôi bây giờ bỏ chuyện đó đi ha, bây giờ để em trao đổi với chú chút xíu ha chị ha. Dạ. Thưa chú, trước hết là con muốn hỏi tên tuổi của chú có được không? Daddy is can you introduce your name, Daddy? Okay. Everybody knew me as Buddy Ashley. Ở bên đó thì thường thường và bên đây cũng vậy là người ta gọi ba Buddy Ashley, là họ Ashley, cái tên nickname là Buddy. Buddy. Yeah, Buddy. Yeah. Trước đây chú làm ở Việt Nam được mấy năm chú ạ? How long you work in Vietnam, Daddy? One year. Năm. Một năm hả chị? Một năm. Just one year you serve in Vietnam, right, Daddy? Just one year. Năm đó là năm nào chú có thể cho con biết được không? You, Daddy, did you remember what year is this? Yes, I got there in February 1970, and I left in February 1971. Wait, Daddy, you say February? Okay. 1970? Tháng 2 năm 1970 là ba về bên đó. And when you back to United States, Daddy? February 1971. Yeah. February. Coi như một năm sau là tới tháng 2 năm 1971 là ba về lại bên đây. Vậy hồi đó chú quen biết cô được khoảng bao lâu? Daddy, where did you meet my mother? And how long you
stay with her? Well, I met her in one of the clubs or bars, as you call it, and I saw her off and on for about 3 months. Bà nói là bà quen mẹ, không nhớ rõ là ở club hay là ở một cái quán bar. Yeah, là giống như là tới gặp mẹ thỉnh thoảng thôi, chứ không có giống như mỗi ngày. Thưa chú, là trong mối quan hệ đó thì chú còn nhớ ai ngoài cô ra không? Bạn của mẹ, bạn của cô? Daddy, do you remember someone else look like her best friend? My mother's best friend? I don't know who her best friend is. Or her friend? No? No, I don't recall any of her friends. Ba không biết bạn thân của mẹ và cũng không biết người nào luôn. Ngoài ra nữa thì hồi đó chú có dẫn cô đi chơi ở điểm địa điểm nào khác cái chỗ quán bar đó không? Do you hang out with somewhere else, Daddy? The only place I saw her was either at the bar or at her apartment. Ba nói là ngoài cái chỗ ba gặp mẹ đó là ở cái bar hoặc là ở cái giống như là cái nhà trọ của mẹ mướn. À, chú còn nhớ địa điểm cái nhà trọ của mẹ mướn không? Của cô mướn không? Do you remember where her apartment, Daddy? At the address? All I remember is it was very close to the bar that I met her in. It was very close, not far at all. We could easily walk there in just a few minutes. Ba nói là ba chỉ nhớ là cái nhà trọ đó ở rất là gần cái quán bar. Xa lắm thôi, chỉ có vài phút thôi. You stay right, Daddy? Just a few minutes. You walk. Right, right. Just very close. Rất là sát một bên, rất là gần. Dạ. Chú có nhớ tên tuổi của cô không? Did you remember her name, Daddy? Well, I only knew her as Kim, I believe. She never really told me her Vietnamese name because they would use American first names. All the girls would use an American first name for some reason. So I never knew her real name as Han. Ba nói là ba không có biết là cái tên thật của mẹ là tên Hạnh. Ba không có gọi là như vậy, nhưng mà giống như là trong cái trí nhớ của ba là ba chỉ có nhớ được là hình như Kim hay Linda. You say Kim and Linda, right, Daddy? Right, right. Ông nhớ là ông có cái nhớ cái được cái tên là Kim hoặc Linda thôi, còn cái tên Hạnh là hình như là cái tên thật hay tên giả thì ông chưa có nghe qua. Không biết. Vậy thì vấn đề là chú nhớ không rõ lắm hả chị? Không rõ lắm. You don't exactly right, Dad. Pardon? You don't remember exactly? No. Her name? No. Ba không nhớ được. À, không nhớ rõ lắm. Vậy thì hồi nãy chị nhắc đến chữ Kim đó thì là ý chú nói là có thể tên Kim mà có thể tên Hạnh, hoặc là tên Hạnh là không biết tên thật hay là tên giả. Ý chị là vậy phải không chị? Đúng rồi, ý ba nói cái tên thật ta không biết rồi đó, nhưng mà giống cái chữ Kim với cái chữ Linda là nó thường á, là giống như quen thuộc khi mà ở bên đó là cứ gọi như vậy đó. Vậy gọi là Linda Kim hả? Linda là một cái tên, rồi Kim một cái tên khác, có nghĩa là một trong hai cái tên đó là có thể là bà sẽ lấy cái tên đó để bà đi làm, còn cái tên thật của bà không có. Vậy thì lâu nay mình cứ nhắc đến cô Hạnh thì là có thể nào là sai địa điểm, à sao sai mục tiêu không chị? Thực tình ra là cũng không biết là có sai hay không, nhưng mà theo như cái lời của dì Út ở trên Bảo Lộc kể đó, là tên Hạnh là rõ ràng là tên của mẹ kêu, bà mẹ nuôi đó, mẹ Xuân đó, là gọi là Hạnh ơi Hạnh.
là tên của bà là tên Hạnh, còn cái tên có thể là một cái tên giả để bà lấy khi bà đi ra ngoài ba bà, này mình không biết. Thưa chú là hồi đó cô có kể cho chú nghe là quê quán của cô ở đâu không? Daddy, do my mom tell you about where she live or where she come from, là south or north Vietnam or suburb? No, she was more interested in where I came from. So she, I don't recall her giving me any of her history. That means you don't know nothing about Yeah, that's right. it. Ba nói là ba không được biết bất cứ một cái, ba không biết được cái gì hết. Cũng giống như là mẹ không biết cái gì cũng. Dạ thưa chú, lúc đó cô khoảng bao nhiêu tuổi chú ạ? Did you remember is how old she She never told me her age, but I just thought she was about the same age as me. At the time, I was 20. Okay, Daddy, I say one more time, okay? Do you remember how old she was when you met her? No. Bà không, can you estimate? I estimate she was my age, 20, 21. Ba nói là ba không biết rõ nhưng mà ba đoán là cỡ chừng tuổi của ba lúc đó là 20 hoặc 21. Quá trẻ ha. Quá trẻ. Yeah. Vậy thưa chú là lúc cô có bầu thì cô có nói với chú biết không? Daddy, do my mom told you she pregnant? No. Không có. Không có. Vậy là sau này tình cờ chị Hằng làm cái DNA thì mới gặp được cha mình thôi. Dạ. Là ba cũng không, qua là ba cũng không biết là ba có con ở Việt Nam, ba không biết luôn. Khi mà cái DNA thì gọi cho ba thì ba không biết, ba cũng ngạc nhiên, ba cũng hết hồn là ba không có biết. Hồi đó chắc chú đẹp trai lắm. He say you Well, say that again. handsome. Who, me? Handsome. You. Did your mother think I was handsome? You. He say you look handsome, Daddy. Thưa chú, nếu bây giờ mà có một tấm hình của cô vào thời điểm đó, chú có nhận ra mặt cô không? Daddy, if Brian have one picture about my mom, I do not. Your sound cut off. he say if right now, if we have one picture of her, okay? Can you recognize? I heard on Maybe. có thể Cũng có thể. Ngoài ra nữa thì ngoài những câu hỏi của con ra thì chú còn nhớ điều gì thêm về kỷ niệm giữa chú và cô nữa không? Remember about my mother? Anything about her? Like something else? I don't know how to translation to English, but look like you have you remember something about her? Like you hang out or She, how she look like? well, her hair was about got down to here, and it was more not straight, but just kind of maybe A little bit.
Like kind of like your adopted mother's hair, like that. That style. How long her hair, Daddy? Maybe here, maybe. Ba tóc thì giống như có hơi dợn nhưng mà tới giống như tới cổ đây thôi. Any moles or dimples? Any mole or dimple? Oh, baby. I don't remember that kind of detail. Hỏi ba là mẹ có đồng tiền hay là có nốt ruồi gì trên mặt không thì ông nó không nhớ nữa. Không nhớ. Thưa chú, khi chú rời khỏi Việt Nam, có bao giờ chú nghĩ rằng chú sẽ có một đứa con ở Việt Nam không? Daddy, when you live for Vietnam, you think you have a kid, you have a child in Vietnam? Oh, no, I had no idea. Không, ông không nghĩ đâu. Vậy Not until you call me. Vậy có sự hiện diện của chị Hằng thì có làm chú bất ngờ nhiều không? Do you surprise when you know you have me? Oh yeah, very much so. Yes. Nó có rất là nhiều. Cái sự hiện diện của chị thì tất nhiên là ngoài ý muốn của chú, nhưng chú có vui khi mà được biết chị có hiện diện ở trên cõi đời này không? Daddy, do you happy when you know you have a child and you see? Yes. Có. Very, very happy, very happy. Ông rất là vui, rất là My whole family was happy. ta vui. Chú có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một người nào đó nữa xét nghiệm ADN trùng với chú nữa không? Do you think you may have another child from DNA No. Không nghĩ. Hope not. Oh Thưa chú. Thưa chú, con nghĩ đó là sự hiện diện của chị Hằng cũng giống như là cái sự mà sắp đặt của ơn trên, cho dù là có thể đôi bên không muốn. Là ngoài sự ý muốn, nhưng mà đây cũng coi như là một cái diệm phúc nên chị Hằng đã ra đời, nên là con cũng rất vui khi mà cha con đã gặp được nhau. He say, look like you have the gift from the God, give it to you. Yes. You have a child, a daughter, Yes. is from a different country. Is he say he very happy for you too. Oh, I'm very happy. Thank you. Very happy. Anh nói bà rất là vui và rất cảm ơn Tuấn Bỉ. Thì đó là sự thực và đó là cái hiện diện mà mình không thể chối cãi được, bởi vì là đôi bên đều là có thể là bị động và không mong muốn, nhưng mà chị đã hiện diện thì theo con nghĩ đó là ý của Chúa. He say is everything from the God. Yes. From the God. Yes. Yeah. Yes, If she. on it, my mom don't want it, is we don't have the choice. We don't have the choice. Yeah, that's true. But she is a gift from God. Jenny is a gift from God. Bà nói đúng thì cái đó là sự sắp đặt của bề trên. Bà nói là chị giống như là một cái món quà mà Chúa Đúng cho rồi. ông. Bỗng dưng xuất hiện một cách lạ lùng. Tell him that my entire family loves Jenny very much. Bà nói là cả cái gia đình của ba là rất là thương chị. Bà nói vậy. She's very special. Ba nói chị là giống như là một đứa con rất là đặc biệt.
Đúng rồi, quá đặc biệt. Nên là chị Hằng phải cảm ơn chú đã tạo ra chị Hằng á. He said that I have to say thank you very much. You ring me on the. I can't hear you. I can't hear you. He say I have to say thank you to you because you the one bring me come to the world. Oh, no Thưa chú, con quên hỏi chú một điều là hồi đó là chú gặp cô ở quán nào, bar nào, chú có thể đọc lại tên của ba cho con nghe được không? Daddy do you remember what the name of the bar? No, I do not. I only remember two bars. One was called Melody and one was called Peace. But I'm not sure that I met your mother in either one of those. There were so many. There was many bars on Plantation Road, but I only remember the names of two. Ba nói là ba nhớ là có hai cái quán bar nhưng mà ba không biết là gặp mẹ trong cái quán nào. Ở trên con đường Plantation Road có nghĩa là con đường Nguyễn Văn Thoại hồi xưa bây giờ là Lý Thường Kiệt đó. You say one car is the peach. Peace. 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 Like Peach. Một quán thì tên là Peach and another one what Eddie? Melody. 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 Tên đó là nghĩa sao nữa không hiểu. Dạ. Một cái là pitch, một cái là melody. Vậy cái việc mà ba Mai Lâm đó thì là cái đó là nghe người mẹ nuôi kể lại thì chỉ nói vậy thôi đúng không? Chứ ba đâu Ba Mai Lâm chứ. nghe nghe gì? Nghe gì với lại nghe mấy người trong nhà nhà nói Dạ. Mai Dạ, chứ chị đâu có nghe từ ba nói chị ha, bởi vì là ba chắc là thật sự mà nói á, là đối với cái việc này là ngoài ý muốn của ba nên là cũng một cái chị thoáng qua thôi, theo Tuấn Vị nghĩ là như vậy. Cho nên là ba không có nhớ được, ba không có nhớ được nhiều. Và chị là ba không không ba không nghĩ rằng là nó sẽ để lại cái dư âm như vậy. Thật sự mà nói là cái sự hiện diện của chị là làm ba hết sức bất ngờ, cho nên là cái đó là ba không có chủ động. Chị ha. Thưa chú, là con rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để hợp tác trong cái việc mà ghi nhận hôm nay, bởi vì con thì con mong muốn là con giúp chị Hằng, vì lẽ đó mà con muốn hỏi chú đôi điều như vậy. Ngoài ra nữa, chú có muốn bày tỏ điều gì thêm nữa không? He said he already thank you for you let him interview you today. Would like to have me found my look like go to find my mom. And do you would like to say something? Well, I just hope that somewhere somebody knows where your mother is and can help you find her. Ba nói là ba cũng hy vọng và cũng cảm ơn rằng là để cho ba lên trên đây giống như là để nói để giúp được một cái gì đó giống như để cho tìm lại được mẹ dễ dàng thôi. Dịch theo kiểu Việt Nam như vậy, còn nếu mà nói theo kiểu tiếng Anh thì nó khó quá, nó không có đầy đủ ý nghĩa, nó hơi cục. Thưa chú, thưa chú là trong thời gian qua thì con và chị Hằng đã nỗ lực để kiếm cô, nhưng việc mà kết quả thì thật sự là phải chờ vào cái duyên và chờ vào cái sự mà ban bố của Chúa, nên cho đến thời điểm này thì mình cũng chưa dám khẳng định điều gì. Yeah, daddy, he say is him and he say him and me already tried to the best we can I know, for my mom, but anything is we have to
you know, just wait, you know, for the God, give us the, wait for the miracle from the God. Yeah, well, maybe something will happen another day. We don't know, but I hope you find out something one way or the other. Thấy ra ngày mai thì không ai biết được hết, nhưng mà mình cứ chờ thôi, chờ Chúa cho thôi. Dạ. Yeah. Chú có mong gặp lại cô nhiều không? You really like to want to see her back, Daddy? See yeah, her? I would like to see her. Yes, I would. Ta rất muốn nhờ gặp lại mẹ. Dạ. Con cũng nghe chị Hằng kể về những việc mà chú hối thúc chị Hằng là kiếm mẹ. Vì lẽ đó mà tụi con cũng đang rất là nỗ lực, nhưng mà kết quả thì chưa khả thi. Daddy is he said he heard me is I already tell him it you tell me don't give up. Yeah. And keep go looking for my mom. Yeah. He tried to help me the best he can. Good, great. Thank you very much. Yeah, but we still don't have any new from her. That's why. Mm-hmm. Yeah. Well. Thưa chú còn muốn nói điều gì thêm nữa thì chú cứ tự nhiên bày tỏ. Còn nếu chú không muốn nói gì thêm thì những điều con cần biết con cũng đã hỏi chú rồi. Sau khi kết thúc buổi trò chuyện thì con còn muốn nói chuyện với chị Hằng. Vì vậy nên nếu chú mà không muốn nói điều gì thêm thì chú có thể rời nhóm. Daddy, if you want to say something, if you don't have anything to tell him, is you can just tell him thank you very much for the interview and for helping you. Yes, ba nói là ba rất là cảm ơn Tuấn Vĩ để cho ba có cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Is now Daddy is he would like to interview me and if you want to do something you can turn off yourself on your okay. side. Just tell everybody in Vietnam I say hello. Yeah. Cảm ơn người bên Việt Nam. Okay, Daddy, love you. I love you. Yeah. Bye bye. Thank you. Con thank cảm you. Ơn chú nhiều và chúc sức khỏe chú. Nếu có dịp chú về Việt Nam thì cho con được gặp chú, mình cùng đi lại những cái địa điểm ngày xưa xem chú có nhớ điều gì thêm hay không. He say next time when you go to Vietnam is he may walk with you to the plantation road. Okay. Maybe he tried to remember before. It's much different now. Ba nói là rất là khác biệt. À. Rất là biệt. Rồi. Dạ đấy. À đúng rồi, có dịp chú đã về rồi ha. Có dịp chú đã về rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ con xin tạm biệt chú và con chúc chú sức khỏe. À, chú có thể rời nhóm, con còn muốn nói chuyện với chị Hằng thêm một chút xíu. Daddy he say is thank you very much. Okay, Daddy. Okay. The interview myself, okay, Daddy? Okay. Okay. Okay, good night. Yeah. Good day. Yeah. Bye-bye. Yeah, bye-bye, chú. Yeah. Mình nói chuyện thêm một chút xíu ha, chị Hằng ha? Yeah. Yeah. À, thực ra, mà dịch từ tiếng Anh qua tiếng Mỹ thì được khó lắm. Yeah. Nhiều khi... Nói đại ý thôi. Yeah. Thành ra, cũng không có chắc chắn. Dạ. Nói sai. Không nói chung là chủ yếu là chuyển tải được cái nội dung thôi, chuyển tải được cái nội dung mình muốn nói thôi, chứ còn không có cần phải chính xác từng câu từng chữ đâu. Dạ, à. Với lại đa số nghe không thôi chắc cũng đừng nói thì cũng không có cái ngôn ngữ thứ gì, thành ra nó cũng không có được đúng lắm, không có học được nhiều bên tiếng Anh, thành ra không đúng lắm. Tiếng Việt thì nói nhiều lắm nhưng mà tiếng Anh nói không được. Dạ, không sao đâu chị. Yeah. Thì ba cũng có nói là cái tên Hạnh thì không có trong cái đầu của ông. Đó, ông không, mà ông chỉ biết là giống như ông nhớ trong cái trí nhớ
là cái tên Kim và một người là tên Linda, nhưng mà không biết là người nào. Đó thì tớ thôi mà không có nốt ruồi, mà trên mặt cũng không có đồng tiền. Đó thì vậy, nhưng mà ba nói là từ cái chỗ mà gọi là căn cứ quân đội không quân của Mỹ đó, đó là cỡ khoảng 150 km, 1.500 km tới ngày con đường Plantation Road, là con đường Nguyễn Văn Thoại. Thật ra đó thì cái điểm đó cũng không phải là cái điểm mà em cần biết lắm, bởi vì cái đó nó không có chứng minh được cái điều gì trong cái việc tìm kiếm. Cái việc mà khoảng cách giữa chú ở với cô ở thì nó cũng không, không có quan trọng lắm. Quan trọng lắm là nhất là cái vấn đề là cái tên của cô và cái địa điểm là làm của cô. Bởi vì cái tên thì rõ ràng là cái việc mà mấu chốt mình cần phải phải biết. Còn cái địa điểm làm đó thì đôi khi là có những người liên quan. Đó là hai cái việc, đó là hai cái việc mà Tuấn Vĩ cần biết nhất. Nhưng Tiếc. bây giờ thì cũng sẵn lần mà làm một cái clip video thì Tuấn Vĩ rất là bận, thành ra lên được một lần thì giống như là cũng muốn cởi mở nói hết, là không biết là cái tên Hạnh hay là cái tên Linda hay tên Kim mới là cái tên của mẹ. Thì bây giờ Tuấn là nếu như người mẹ nào mà đã bỏ đi một đứa con hay là gửi đi một đứa con trên cái đoạn đường, những cái quán bar trên đường Nguyễn Văn Thoại, thì nếu như mà mẹ mà có một cái nỗi khổ gì hay là một cái lời hứa hẹn hay là một cái lời thề thốt hay là một cái gì đó thì xin mẹ đừng có quan tâm cái điều đó nữa. Đó, cứ nếu như mẹ có gia đình hay mẹ vướng một cái gì mà mẹ không thể nhận lại được thì mẹ cứ gọi cho Tuấn Vĩ nói rằng ừ con gái tôi thấy nhưng mà thông cảm là tôi không nhận được, thì cái lúc đó thì mình không cần phải đi tìm nữa. Đúng rồi, thì cái việc là Vĩ cũng nói ở đây đó là tất cả không cần phải là công khai. Công khai là công khai tìm thôi, bởi vì công khai tìm á thì là để cho nó lan tỏa rộng rãi. Còn mà cái việc nhận đó thì là không nhất thiết là phải công khai, và nhận trong cái sự mà nội bộ cũng ok, là cái điều đó là Vĩ cũng rất là hoan nghênh và rất là ủng hộ, chứ không có gì để mình không có mất công phải đi kiếm hết chỗ này qua chỗ nọ nữa. Và đúng thực sự là mỗi lần lên clip đó là mỗi lần khó, nên hôm nay thì có những điều gì mà chị muốn trăn trở, chị muốn bày tỏ nữa thì chị cứ cứ nói cho hết cái nỗi lòng của mình và mình không bỏ sót thêm một cái chi tiết nào. Bên cạnh đó đó thật sự là trong thời gian qua là Vĩ ghi nhận những cái nỗ lực của chị, là phải nói là những cái nỗ lực khủng khiếp mà từ trước đến giờ Vĩ chưa thấy ai mà cái nỗ lực tìm kiếm mẹ mà nhiều như chị. Và thật sự là chị thấy đó, có nhiều cái cuộc tìm kiếm lên bày tỏ hôm nay, có thể là ngày mai là có tin tức, thấy nó quá là dễ dàng. Bên cạnh đó là chị nào là rải tờ rơi, nào là cho người đi xác minh hết chỗ này có chỗ kia mà không được, cho nên là thật sự là vị thấy cái công của chị và cái nỗ lực của chị nó ghê gớm mà chưa có cái thành quả nào, nên vị cũng cảm thấy rằng là mình chưa có niềm vui trong cái việc này. Nên hy vọng rằng là có cái thành quả để cho chị phần nào là đáp lại được cái sự mong mỏi của chị. Thực ra đó thì cũng có nhiều người nói như vậy, không biết là bà có cái nỗi khổ gì hay là bà có một cái gì đó vướng mắc hay là sao không biết. Nhưng mà nếu giả sử như mẹ mất rồi thì cũng phải còn gia đình, cũng phải có người biết, chứ đằng này là không có một cái tin gì hết, thấy cũng lạ. Đó thành ra sẵn á, là hôm nay á là lên cái video này, thứ nhất là muốn để cho ba lên để cho coi thử coi mẹ ba có nhận ra được cái hình dáng của ông không. Đó là thứ hai nữa là khả năng tiếng của cái tiếng Anh mà nói với ba đó, thì nhiều khi ở nhà nói sao á thì một chập ba hiểu thôi, còn lên đây nhiều khi nói không có đúng văn phạm nhiều khi cũng bị la hay là cũng bị nhiều người nhưng mà cái đó thì ngại. Nhưng mà bây giờ sẵn ở đây á thì Tuấn Vĩ cũng sửa lại giùm cái số tiền hậu tạ đó, cái tiền thưởng đó, thì hôm trước là đã để lên 5.000, bây giờ sẵn đây Tuấn Vĩ sửa lên giùm cho ba luôn, tại vì ba cũng có nói mà nãy quên không nói, ba nói là bỏ lên 10.000. Rồi. Bỏ lên 10.000 cho những ai mà có thể giúp giùm cho ba có cái tin tức của mẹ.
Còn cái vấn đề tên Hạnh hay tên Kim hay tên Linda thì bây giờ nói ra thì không biết cái tên nào đúng. Thôi thì bây giờ nếu như mà chỉ có mẹ, mẹ nếu mẹ coi thì mẹ sẽ hiểu và mẹ sẽ biết rằng mẹ bỏ một đứa con nào hay gửi một đứa con nào ở cái quán bar mà một người chủ quán bar nuôi. Đó, mẹ đứng ở trong tiệm mẹ nói rằng là mẹ không thể ở nhà giữ con được, nếu mẹ ở nhà giữ con thì mẹ không có tiền để sinh sống. Thành ra mẹ mới nói là mẹ cho nên chủ quán bar ở đó đã nói rằng Hạnh nếu mày cho thì mày cho tao. Đó, cho nên mẹ nuôi mang về luôn. Thì bây giờ những ai mà đã có cái tâm trạng là đã có gửi một đứa con trong một cái quán bar, cho một chủ quán bar nào, thì hãy vui lòng đi đi ra để cho con thử ADN đi. Tự vì ít tuần nữa biết là sẽ Nam được khoảng 2 tuần nữa. Vậy thì theo như lời nói của chị đó thì mấy lần mà chị nhắn tin này kia cho em đó, chị thấy em nghe nói là ba hối chị dữ lắm. Không, lý do sao mà ba hối chị có nắm được không? Chị có biết lý do sao ba hối dữ không? Thứ nhất là ba sợ, tự vì ba không có muốn chích thuốc COVID với chích cái vaccine, ba không chích. Đó, chích tại vì ba nói là ba ở tuốt ở trong quê, thành ra chắc cũng không có đến nỗi ai đi ra đi vô, cho nên ba không có chích. Nhưng mà nhịp đó đi chợ hay đi chỗ này chỗ kia thì sợ, ba cũng có, ba lại không chịu chích. Đó, ba sợ rằng rủi như ba bệnh thì có cái vấn đề trở ngại hay không, rồi nhiều khi ba sợ ba chết, ba nói ba bệnh đó, ba sợ lắm. Ba cứ nói là ba 71 tuổi rồi không biết sống được một ngày hay một tuần hay một tháng, cho nên ba sợ lắm. Ba cứ hối tìm được thì càng sớm càng tốt đó, ba cứ hối mặt nhiều khi nói thôi ba ơi con mệt quá con không muốn tìm nữa, con tìm cũng được thôi con chán quá con tìm nữa, ba nói không đừng có bỏ đừng có bỏ, ba cứ nói vậy đó. Thấy cái sự mà thấy cái sự tha thiết của ba thấy cũng ấy quá, tội quá Ba cứ muốn hối nhưng mà nói ba là hối thì ba con không làm gì được hết. Bây giờ ý trời thôi chứ con đâu làm gì được đâu. Yeah. Thì vậy là cũng nỗ lực lắm rồi. Cũng nhờ kênh này kênh kia đủ hết rồi, cũng không có thiếu sót gì Là hết. thấy nào là đi dán tờ rơi, nào là viết báo, rồi nào là bên YouTube đủ thứ. Ở bên nhà báo VN Express ở ngoài Hà Nội, rồi Đài Hậu Giang cũng mới lên, rồi ở bên Bến Tre, rồi ở ngay Tân Bình ông Tạ bữa nay mấy đứa nó cũng đi ra dán, mấy đứa bạn bữa nay nó cũng đang dán đó, đang dán bây giờ luôn Tân Bình, rồi rồi Hóc Môn Bà Điểm, rồi Cần Thơ, rồi rồi Vũng Tàu, rồi Hạ gì Long Trời. Hải cũng dán. Ở khắp nơi. Nhưng cái lạ là không hiểu tại sao mà lại không có một cái tin tức gì, cũng thấy làm lạ. Không biết là bà có một cái lời thề hay lời hẹn hốt như lời thề hay lời hẹn hay lời hứa hay thề thốt cái gì không, không biết không hiểu nổi nữa. Thì qua đây mình cũng nhắn nhủ rằng là nếu mà bà là cô mà có nỗi khổ gì đó thì cô liên hệ trực tiếp với Tuấn Vĩ thôi, một mình Tuấn Vĩ biết thôi, chứ Tuấn Vĩ hứa là Tuấn Vĩ sẽ không đưa lên cộng đồng. Chỉ khi mà cô báo với Tuấn Vĩ rằng là cô muốn thử ADN với chị Hằng, và cô có khẳng định rằng mình là cái người trong nhân vật đó là mẹ của chị Hằng, thì Vĩ sẽ âm thầm làm và chị Hằng sẽ âm thầm làm ADN, chứ không Đúng rồi. hề, mình sẽ không hề là đưa ra cộng đồng. Nên là cái điều đó là Tuấn Vĩ hứa là nó có những việc không nhất thiết là phải đưa ra cộng đồng, nên là Vĩ cũng không có quan trọng cái chuyện đó, miễn là mình có được cái kết quả theo cái sự mong mỏi của chị Hằng và của bác thôi. Còn cái vấn đề mà làm ADN cho mẹ thì ở bên đây là chị đã có mấy cái ADN rồi, nhiều cái đã có 4 cái công ty khác nhau, và đồng thời một cái kit một bộ để làm ADN luôn luôn nằm sẵn ở Việt Nam, là nếu như mà mẹ lên tiếng một cái hẹn gặp ở đâu là có người tới lấy liền và gửi liền qua đây, là trong vòng chỉ 1 tuần thôi là bên đây đã. Ví dụ
ai mà có người gọi nói ừ Tuấn Vĩ ơi, Hằng nó là con tôi, là chị sẽ cho cái cô bạn là nói chuyện với Tuấn Vĩ rồi là hẹn giờ bà ra là thử thôi, là mang đi liền thôi à. Chị, em có một cái quan điểm này, có một cái nghi vấn này mà không biết có tiện nói ra hay không, Cứ mà nói đi Tuấn Vĩ. đã ấy rồi, đã thẳng thắn với nhau rồi thì Vĩ nói ha, là không biết là cái sự mật rõ ràng đó là ba chị thì không có nhớ nhiều rồi đó, không có nhớ nhiều, thậm chí nói thật sự mà nói là bây giờ là mẹ của chị tên gì ba cũng không có biết luôn đó, là theo Vĩ nghĩ là như vậy, bởi vì ba chỉ là nghi nghi thôi, nghi nghi tên Kim hoặc là nghi nghi tên Linda này kia gì đó thôi, cho nên là đúng thật sự là cái mối tình này là gọi là nó cũng thoáng qua đó, là phải khẳng định rằng là như vậy, chứ không phải là cái chuyện mà nói là yêu đương nhớ nhung này kia là không có, vì lẽ đó mà kỷ niệm là không có. Và bên cạnh đó thì cái việc mà Vĩ nghi Vĩ đáng nói ở đây đó là không biết là mẹ nuôi và những người trong gia đình là khai với chị là có chính xác hay không, sợ là nó sai lệch thông tin đó, Vĩ là Vĩ chị e ngại cái điều đó thôi, là cái điều Vĩ muốn nói là điều đó đó, nếu ví dụ như đúng là tên Hạnh thì là ok thì không không sao, nhưng ngược lại mà không đúng tên Hạnh mà mình cứ kiếm tên Hạnh hoài mà bên cạnh đó là người đó tên khác thì một cái điều hết sức là nguy hiểm và muôn đời cũng kiếm không ra. Đúng thật sự là nếu mà cứ kiếm bà Hạnh thì cái người khác người ta đâu có dám lên tiếng trong cái trường hợp này, vì lẽ Đúng đó rồi. vì lẽ đó mà cái điều quan trọng nhất là những ai biết được cái câu chuyện này thì chị hỏi lại gia đình coi có nắm chắc là mẹ chỉ là tên Hạnh hay không, và theo vị nghĩ đó đã làm chung trong quán bar thì không có lý nào mà không biết quê quán, bởi vì là làm thường ngày mà sao mà không biết quê quán này kia được, và không biết nắm được thông tin nó cụ thể hơn là không có lý lắm, vì lẽ đó mà Tuấn vị nghĩ là không biết là gia đình đã thực sự là nói khai đúng với chị hay chưa. Đó là cái vấn đề bị muốn nói là vấn đề đó đó. Bây giờ mẹ nuôi thì mất rồi, thì còn có một người dì Út ở trên Bảo Lộc thì lúc đó dì cũng cỡ khoảng 18, 19 rồi. Thì dì nói là cũng đã hỏi dì rất nhiều lần rồi. Dì nói là dì biết cái gì là dì đã cho con biết hết rồi. Thành ra dì không có giấu con gì hết. Đó, dì có nói. Chứ còn bây giờ có hỏi thì dì cũng cũng chẳng biết được bao nhiêu và cũng chẳng nhớ được gì hết nữa. Mà bây giờ hỏi ai cũng không biết hỏi ai hết. Đó thôi thì không biết là cái tên Hạnh là đúng hay là như thế nào thì bây giờ là chịu rồi. Đó thì bây giờ không biết là tìm bằng cái cách nào, cái phương pháp nào nữa thì không biết nữa. Theo như Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ thấy sao? Theo Tuấn Vị nghĩ đó là bây giờ mình nới rộng ra, ngoài cái tên Hạnh mà mình không có chắc nữa thì mình nới rộng ra giống như chị nói hồi nãy vậy đó. Thứ nhất là tên chứng minh được tên tên đã từng là đặt tên Linda hoặc là tên Kim, ví dụ là như vậy, Linda gì đó rồi tên Kim, hoặc là nó nới rộng ra nữa là nằm trên cái con đường đó, đã cho con nằm trên cái con đường đó giống như chị nói hồi nãy đó, thì cái cách nới rộng đó thì có thể rằng là cũng có thể là có nhiều sự nhầm lẫn, nhưng ngược lại là cái cơ hội kiếm là có. Còn nếu ví dụ như mình đã không nắm chắc được tên Hạnh mà cứ quanh năm tìm tên Hạnh thì người khác không dám lên tiếng, người khác có cho con ở trên con đường đó thì họ không dám lên tiếng, và cái sai số ở đây là sai số cái việc là không nhớ cụ thể cái tên đó, Đúng rồi, vấn đề đó. nói được cái tên. Cho nên đúc đúc kết lại là bây giờ thế này, những ai trước đây đã từng cho con trên cái con đường Nguyễn Văn Thoại hả chị? Đúng rồi, đường Nguyễn Văn Thoại. Trên con đường Nguyễn Văn Thoại vào năm 72 chị ha, 1971. 1971, vào năm 1971, và có tên, có những cái tên mà chúng ta vừa liệt kê ra đó. Cho dù là không có phải tên cũng vậy, mình cũng có thể lên tiếng và mình cũng sẵn sàng thử ADN gì ha. Đúng rồi. Không cần trúng tên, có nghĩa là bởi vì là tên tên nó đã mập mờ thì mình đừng có đặt nặng vào cái tên nữa. Và bây giờ mình xoay qua cái mũi là ai đã cho con
vào cái thời điểm năm 71 trên con đường Nguyễn Văn Thoại thì mình có thể sẵn sàng thử ADN. Không biết điều đó chị thấy vậy có đúng không? Có được không? thì chỉ còn có cách đó thôi Tú Mỹ, ngoài ra đâu còn. Thì bây giờ cứ nói chung là không cần biết là tên gì, mà thật mà đã gửi một đứa con cho một cái người chủ quán bar nuôi ở trên con đường Nguyễn Văn Thoại, thì sẵn sàng là chị sẵn sàng làm ADN với người đó bất cứ lúc nào, cho dù kết quả đúng thì cũng biết đó là mình lại giúp bà tìm lại được đứa con của bà, thì cái đó cũng là Đúng rồi, cái đó cũng là trong cái tiêu chí của chị đưa ra. Và có một điều nữa đó thì là các cô lưu ý, các mẹ lưu ý là ở cái chỗ ít nhất là cái người mẹ đó cũng đã từng làm ở quán bar, bởi vì cái môi trường quán bar mà ba gặp mẹ đó là cái chắc chắn là không có lẫn lộn được. Thì nếu ví dụ như những người mẹ mà không làm ở quán bar thì mình loại bỏ những người mẹ đó. Đúng không chị? À, ví dụ như đúng rồi. chẳng hạn như là tôi cũng cho đứa con trên đường Nguyễn Văn Thoại nhưng mà tôi không hề làm ở quán bar, mà tôi trước đó làm những cái việc khác, thì cái chuyện đó mình sẽ có thể loại bỏ được. À, đúng không chị? Bởi vì là để mình đừng có kỳ vọng nhiều vào những cái ADN đó, cho nên là mình loại bỏ những người mà không làm cùng quán bar chị ha. Đúng rồi. Không làm quán bar. Là bà thường hay gọi ba với cái tên là Buddy. Buddy là chữ B, chữ U, hai chữ Y với lại một chữ Y cà rét đó. Thật ra đó chị, thì mình cũng đưa ra cái tiêu chí vậy thôi, chứ còn nếu mà người trong cuộc là nhận ra liền, nếu mà người trong cuộc là nghe cái cuộc trò chuyện này là nhận ra liền. Nhưng bên cạnh đó đó thì mình cũng lường những cái sự việc là có thể lâu ngày quá họ lẫn, những người mà lớn tuổi quá có thể là đôi khi họ lẫn, thì mình cũng lường những cái sự việc đó. Cho nên là bây giờ thôi, để đúc rút lại đó thì có hai vấn đề mình cần nói. Một là những người đã từng là bỏ con ở trên con đường Nguyễn Văn Thoại vào năm 1971 là điều thứ nhất, là đó là mấu chốt, là mình muốn thử ADN cùng người đó. Thì đôi bên có thiện chí với nhau, người đó cũng muốn kiếm con thì hả liên hệ với Tuấn Vĩ và mình có thể làm âm thầm chứ không công khai. Đó là vấn đề thứ nhất. Điều thứ hai là cái số tiền thưởng tăng lên gấp đôi, đó là một bao nhiêu chị? 10.000 US. Dạ 10.000 USD. USD thì thưa quý vị, đó là hai cái mấu chốt mà trong cái buổi trò chuyện này. Rất là cảm ơn cô chú anh chị chúng ta đã dành thời gian để quan tâm đến cái buổi trò chuyện, và Tuấn Vĩ cũng hy vọng rằng là cộng đồng chúng ta cùng chung tay, nếu ai có khả nghi hoặc là ai có những người nhà mà có khả nghi thì chúng ta động viên người nhà để cùng chung tay với cái việc mà kiếm ra người thân của mình, là người con là chị Hằng, còn người mẹ thì vẫn đang còn là ẩn số. Ok chị, em thấy thời gian nó cũng hơi dài đó, nên là cuối cùng thì chị còn muốn nói điều gì thêm nữa không thì chị nói, còn nếu không nữa thì mình sẽ kết thúc buổi trò chuyện chị ha. Thì cũng chẳng có gì hơn, thì cũng thứ nhất là chúc cho tất cả mọi người năm nay được vui vẻ, giữ gìn sức khỏe, tụi mình vẫn đang còn sống trong mấy cái con dịch Covid rồi, thì cả mọi người trên cộng đồng mạng cố gắng giúp giùm để cho tìm được mẹ, để cho ba ổng an tâm. Lần Rồi thì này còn những cái thì có gì chị sẽ liên lạc với Tuấn Vĩ, thì chắc nghĩ chắc cũng cỡ 2 tuần nữa chị sẽ tới Việt Nam. Qua cái buổi trò chuyện này đó chị, thì em cũng có niềm tin hơn kỳ trước đó, thì thôi mình cứ hy vọng đi chị ha. Bởi vì có những vấn đề là mình cũng đã đưa ra được cái giải pháp là mình nới rộng cái địa bàn ra, nới rộng cái hình thức tìm kiếm ra, là cho nên là Tuấn Vĩ nghĩ là nó hy vọng là có kết quả chị ha. Giống như mỗi buổi sáng mà ngủ dậy xong rồi là làm dấu, xong là leo xuống cái giường một cái là chạy ra cầm cái điện thoại trước coi có tin nhắn. Nghiệp hả? Rồi, dạ, rồi vậy chúc chị năm năm mới mạnh khỏe nha, được nhiều may mắn ha. Cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều Dạ lắm. dạ, ok, vậy em kết thúc nha chị nha. Rồi rồi, Dạ bye dạ, Tuấn Vĩ. dạ dạ, rồi.
Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua buổi trò chuyện của chị Hằng và người ba của mình. Thật sự mà nói là trong cái việc này thì khi được trò chuyện với chú thì Tuấn Vĩ mới thấy là có nhiều cái điều mà nó bất ngờ so với những cái lời mà bày tỏ trước đây của chị Hằng. Thì có hai cái điều mà Tuấn Vĩ thấy đáng chú ý. Đó là một là cái tên của mẹ chị Hằng thì chú có nhắc đến hai tên, đó là một tên là gọi là Linda và một tên là hình như là cô Kim hay gì đó, là trong cái video đó Tuấn Vĩ nhớ không nhầm thì nó như vậy. Cho nên á, là cái vấn đề Tuấn Vĩ và chị Hằng đưa ra một cái giải pháp là bây giờ chúng ta không có gói gọn trong cái tên Hạnh nữa, là người mẹ của chị Hằng. Chúng ta không đặt vào mục tiêu trọn vẹn ở đó, mà chúng ta sẽ khai thác ra rộng hơn. Thứ nhất là chị cũng đã bỏ ra một số tiền rất là lớn, đó là 10.000 USD. Thì vị trí đổi ra tiền Việt là 230 triệu tiền Việt hơn, thưa quý vị. Đó là một cái minh chứng và đó là một cái nỗ lực mà chị khao khát kiếm người mẹ của mình. Bên cạnh đó, đó thì mong cộng đồng lưu ý là có ai mà sinh con ra mà cho con hoặc là bỏ con trên đường Nguyễn Văn Thoại của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1971 thì chị Hằng sẽ sẵn sàng làm kết quả DNA với người mẹ đó theo như cái nguyện vọng của người mẹ hoặc là theo như cái sự hỗ trợ của người mẹ, và người mẹ đó có thiện chí là muốn thử DNA. Và để mà sàng lọc thêm nữa thì là có hai cái quán bar mà hồi nãy ba của chị Hằng đã nêu lên đó quý vị. Nên là những người mẹ nào đã từng làm ở quán bar đó thì chúng ta hãy lưu ý và chúng ta sẽ có cái hy vọng cao hơn, thưa quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay thì cái chương trình nó cũng đã khá dài nên là Tuấn Vĩ xin được kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Thật sự mà nói là Tuấn Vĩ cũng tranh thủ và Tuấn Vĩ cũng dùng bằng mọi cách, và khi nào có thể lên tiếng được là Tuấn Vĩ cũng nói thêm về cái việc này để cho mong được cái sự mà giúp đỡ của cộng đồng, cũng như là mình nói thêm vào cho nó rõ ràng vào trong câu chuyện. Vì vậy thời gian nó hơi dài. Một lần nữa Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của cộng đồng. Mong được cộng đồng lưu ý trong câu chuyện này. Thì cũng quan điểm giống như cũ là nếu mà ai phát hiện ra được cái nguồn tin nào có thể là nó có cái phần trăm thì quý vị báo cho Tuấn Vĩ. Bên cạnh đó, nếu ví dụ như mà mẹ chị Hằng lên tiếng thì đương nhiên là cái số tiền đó cũng sẽ dành cho mẹ, chứ không phải là cái số tiền đó là không thưởng. Đương nhiên là sẽ thưởng, trước mắt là thưởng cho mẹ cái số tiền mà 10.000 đô đó, thưa quý vị. Còn nếu có những ai liên quan thì cũng sẽ được hậu tạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Cuối video cũng như thường lệ, mong ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.